Đến thời điểm này, chỉ trừ Nam Đông thì toàn bộ 8 huyện thị xã và thành phố Huế đã có ổ dịch tả lợn châu Phi. Con số lợn bệnh phải tiêu hủy tăng lên từng ngày. Đợt dịch này cho thấy những chuyển biến hết sức phức tạp và khó lường. Để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, các biện pháp an toàn sinh học đang được tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng triệt để, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù Phú Vang là địa bàn xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi muộn hơn so với nhiều địa phương khác, thế nhưng đến thời điểm này, trên địa bàn đã có 189 hộ thuộc 14 xã thị trấn xảy ra dịch bệnh này. Có số lợn chết và tiêu hủy là 896 con với trọng lượng 41 tấn. Dịch tả lợn châu Phi đang có nhiều diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh trên địa bàn. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp. Thứ nhất là cho triển khai 12 cái trạm chốt chặn kiểm dịch tạm thời động vật di chuyển qua địa bàn. Thứ hai nữa là tiến hành cho tiêu độc khử trùng của tất cả các cái chuồng trại. Tuy nhiên cái quá trình triển khai thì rất đồng bộ, rất kịp thời, nhưng mà cái dịch bệnh vẫn bùng phát một cách là nhanh chóng. Rõ ràng là như vậy, vaccine là chính trong cơ thể chúng ta có vaccine, tiêm phòng vaccine thì là có kháng thể từ trong máu, và tất cả các cái mầm bệnh xuất hiện trong môi trường đều có cái tính chất là miễn nhiễm. Tuy nhiên cái giải pháp này chúng ta là hiện nay là khó nhất là chúng ta không có vaccine để tiêm phòng. Tại Thừa Thiên Huế, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại 3 cơ sở chăn nuôi thuộc xã Phong Sơn, huyện Phong Điền. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 103 con. Và ngày 11 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã ban hành quyết định công bố hết dịch trên địa bàn xã Phong Sơn. Tuy nhiên, tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2019, bệnh phát sinh thêm tại 383 hộ chăn nuôi tại 42 xã phường thị trấn thuộc 5 huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền, A Lưới, hai thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 1.652 con với tổng trọng lượng 88.572 kg. Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rộng. Việc tổ chức lễ phát động đợt 3 tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh là việc làm cấp thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần phải quán triệt sâu rộng đến các tổ chức cá nhân hoạt động có liên quan, triển khai triệt để ở các trang trại, cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chợ mua bán động vật, sản phẩm động vật, địa điểm xử lý tiêu hủy gia súc bệnh, các ổ dịch, chỗ kiểm soát ổ dịch, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đường làng ngõ xóm tại các ổ dịch. Trước cái tình hình là cũng tiếp tục là có những cái diễn biến phức tạp, cho nên là chúng tôi đợt này cũng là tiếp tục phát động một cái đợt tiêu độc lần thứ 3. Và trong đợt này thì là cái lượng hóa chất cấp về là cũng 7 tấn. Và như vậy nâng cái tổng số cấp hóa chất lên tới là 32 tấn. Và như vậy thì các cấp từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cái hộ dân hiện nay là chúng tôi đã có cái tích cực tuyên truyền làm sao để cái việc tiêu độc khử trùng diễn ra trong một tuần ít nhất có từ 3 đến 4 lần. Ngoài công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng cần được tiến hành thường xuyên thì cần phải tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp khác như tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định, thực hiện tổ công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, buôn bán giết mổ, vận chuyển tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật, quản lý giám sát lâm sàng và lấy mẫu giám sát chủ động khi nghi ngờ có dấu hiệu bệnh dịch tả lợn châu Phi nhằm phát hiện sớm ổ dịch để xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.